Xin chào mọi người, tôi tên là Đinh Thị Thanh Tuyết, là giáo viên tiểu học. Ba từ để nói về tôi đó là trung thực, tự tin và hiếu thảo. Sau đây thì tôi sẽ trình bày cái bài luyện tập 30 phút mỗi ngày để rèn luyện trí nhớ của tôi. Xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi ạ. Hôm nay thì tôi đã thực hiện rèn luyện bộ não của mình vào buổi sáng. Tôi đọc ôn lại các cái số từ 00 đến 99 và rèn luyện ghi nhớ 54 con số ngẫu nhiên. Sau đây thì tôi sẽ trình bày cái bài rèn luyện của mình. 40 39 27 64 73 82 15 46 01 79 42 30 23 41 80 74 69 51 90 01 73 54 63 29 96 47 52. Đó là phần rèn luyện của tôi. Chúc các bạn một ngày rèn luyện và có nhiều tiến bộ. Xin chào.